Đi đi ơi. Giờ đấy. Một. Ở đây mẹ kìa. Mẹ kìa Hòa đây. Xem cô dâu Hòa đây, thì vào đây xem cô dâu. Đây. Cô dâu đây. Đây. Cô dâu đang sẽ lấy ở ngoài đình xong rồi cô dâu về. Có xem cô dâu không? Không. Hôm nay phải nhà ông bộ xem thì nhanh. Vào nhanh vào chỗ ngồi thì con mới được xem chứ không. Rồi xem cho đây em. Bạn nhỏ sẽ phải chỗ nào? Ô, Hiền ơi, thế cái Nhi đâu? Con Nhi cho đi với mẹ con. Sao nó đi luôn đấy Nhi? Hai chị em nó đi rồi mà. Cái chị con hai. Chị kia con, Nhi đâu? Quả chóng quả. Của quan viên bố nọ hai nhà, chúng ta khẩn trương vào hai hôn trường cưới của các bạn nhà trai chúng tôi. Tôi cùng mời chầu, mời trà, mời nước và cùng nhau chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể trên chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Mời trà. Vâng, một lần nữa xin mời toàn thể các cụ, các ông bà, các yêu người thì chú bác chúng ta khẩn trương vào hai hôn trường cưới của các bạn họ nhà trai chúng tôi. Để cùng mời chầu, mời trà, mời nước và cùng chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Và một nữa xin mời các tân quân của con họ nhà trai chúng ta để chuẩn bị cho trận chung kết. Rồi tay chúng ta nắm tay đó cùng hồ sơ và tiếp tân chúng tiên chính người thân trong nhà để buổi trao tin thật mặt nhà cùng chung chén nước đến chầu phối hôn. Này mày bắt đi cái thằng này. Thôi, hứa hứa lại đồ pháo mà. Bắt chết con người này. Thôi của quan viên bốn họ hai nhà, chúng ta dự trường vào hai hôn trường cưới của con họ nhà trai chúng tôi. Đã cùng mời chầu, mời trà, mời nước và cùng nhau chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể cho chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Nhà làm những thủ tục như thế lễ cũng như là cái lễ gia tiên hôn trường cưới của chúng tôi đó rất là rộng thưa mời. Hơn nữa chúng ta sẽ các cụ con bà và cũng như thôn thì chú bác chúng ta cùng mời chung vào hôn trường cưới của con họ nhà trai chúng tôi. Đã cùng mời chầu, mời trà, mời nước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Mời quý vị xin mời ngồi chào.
Và một lần nữa, chúng mời toàn thể các cụ, các ông bà chúng ta cùng mời vào trong hôn trường cưới tại bộ những chiếc ngồi và cùng mời chầu, mời trà, mời nước và cùng chúc mừng hạnh phúc cho con công và chú bảy. Thưa toàn thể hôn, hôm nay trong buổi lễ thành hôn này thì xin mời bác đại diện của con họ nhà gái có đôi lời căn dặn cô dâu và chú rể cũng như có đôi lời phát biểu. Con xin mời bác đại diện của con họ nhà gái. Xin kính thưa các vị công có bà, cô dì chú bác, bạn bè thân thích gần xa của hai cháu. Đấy, hôm nay là cái ngày trọng đại, gia đình và nhà trai đã đến thăm tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Đức và Định. Thế là đại diện cho họ nhà gái. Đấy, chúng tôi xin đưa cháu sang bên làm dâu, cháu Tịnh sang làm dâu của ông bà Bộ và làm con cháu trong họ tộc nội ngoại gia đình chúng ta. Đấy, kể từ nay thì là hai gia đình chúng ta như một. Thế xin chúc sức khỏe của các cụ công các bà, toàn thể anh chị em trong đại gia đình thế nào luôn sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Vâng, thầy kính chúng ta lồng chào con tay thật lớn là cảm ơn bác đại diện của con họ nhà gái. Và để đáp lại những lời phát biểu của bác đại diện của con họ nhà gái thì chúng tôi cũng xin mời bác những lời ý kiến phát biểu của bác đại diện của con họ nhà trai. Vâng, xin mời bác ạ. Kính thưa toàn thể các cụ công, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè của hai cháu, hôm nay tôi rất vui mừng được đứng cùng với ông đại diện ra nhà cháu Tịnh. Thật là phấn khởi cho chúng tôi từ bên Hà Nam mà được mà các cháu nó lấy vợ bên Hà Nội là quý hóa lắm. Cho nên là lời đầu tiên, trước tiên là tôi chúc tất cả hội hôn hôm nay già thì mạnh khỏe mà trẻ thì sống lâu, hạnh phúc và thành đạt. Đấy là lời đầu tiên của nhà trai, tôi xin chúc tất cả hội hôn hôm nay như vậy. Thế thì hôm nay cũng vừa rồi thì họ nhà gái đã có đôi lời căn dặn các cháu và cũng như nói chung là như là đã giao dâu cho chúng tôi. Thế bây giờ từ giờ phút này là cháu Tịnh là con của ông Bộ của bà Thúy, cũng như là cháu Bích thì là làm con bên ông Ngọc với bà Mậu bên kia. Hai bên ra trao đổi với nhau và hai nhà hai các cháu đi lại đều là vì từ Hà Nam sang Hà Nội là quý lắm. Tôi thấy đường Hà Nội là đẹp đẽ mà là người Hà Nội nội là thanh lịch, là Hà Nội là thanh lịch không như Hà Nam chúng tôi. Báo cáo với toàn thể các cụ như thế. Thế nhưng mà nói thì nói vui với tôi, nhưng mà như được đến giờ phút này là quá một cái sự tìm hiểu của hai cháu và được sự đồng ý của hai gia đình cũng như hai dòng tộc của bên nhà cháu Tịnh cũng như bên nhà chúng tôi. Thế đến hôm nay là cũng là nếu nói là bảo là bây giờ là đến cái giờ là gọi là chuẩn bị tiêm mới qua cái trái, có nghĩa là đúng một cái giờ, được cái giờ hôm nay mà về là quá là đẹp. Tôi đã nói hôm qua lúc ở bên nhà gái là một năm chỉ có một tháng thôi, mà một tháng thì có một ngày, một ngày là chỉ có một cái giờ, mà cái giờ hôm nay là quá là đẹp rồi. Cho nên là cũng là mong các cháu là trước tiên bây giờ là chúc hai cháu là sống hạnh phúc, mạnh khỏe. Chúc toàn thể các cụ công bác bà và cô dì chú bác bạn bè hai cháu là hạnh phúc thành đạt. Xin cảm ơn. Vâng ạ, cảm ơn những lời phát biểu của hai bác đại diện nhà trai đi bác đại diện, và xin mời hai bác hãy cùng bắt cái tay thật là thắm thiết để thể hiện thắm kết tình thông gia. Vâng, xin cảm ơn hai bác và xin mời hai bác hãy cùng vào trong ghế của mình ạ. Vâng, kính thưa toàn thể hôn, một lần nữa trong cái lên phát biểu bác đại diện của con họ nhà trai cũng như bác đại diện của con họ nhà gái cũng không quên gửi lời cảm ơn đến toàn thể các cụ công bà cũng như cô dì chú bác, bạn bè thanh niên nam nữ của chú rể cũng như của cô dâu. Chúng ta đã không quản ngại đường xa xa xôi, vẫn chút thời gian vào ngọc của mình về đây sự buổi lễ tình lồng đắm say trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay.
và hai bác cũng căn dặn cô dâu và chú rể rằng cô dâu và chú rể sống sao cho dâu hiền thì lên gái, mời rể thảo thì lên trai, đẹp lòng cha mẹ hai bên gia đình, sao cho trọng nghĩa vẹn tình, họ hàng cô bác bên mình bên ta. Mà chưa chung thì hiếu chữ tình, trong ba chữ ấy thì cho mình cho ta. Mà chưa chung thì đẻ phần cha, chữ hiếu phần mẹ, đôi ta chữ tình. Đó là những lời căn dặn của hai bác đại diện dành cho cô dâu và chú rể trong chương trình buổi lễ thành hôn buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, các cụ chúng ta có câu nói rằng ớt nào là ớt mà chả cay, mà gái nào là gái chả hay yêu chồng, mà yêu cho con bế con bồng, mà sinh con đầu lòng ắt hẳn là trai. Vâng, năm năm sinh đứa thứ hai, dù trai dù gái chỉ hai là rừng, họ hàng cô bác chúc mừng hạnh phúc đôi lứa có mình có ta. Vâng, kính thưa toàn thể hôn một lần nữa thay mặt cho những đoàn chương trình cũng như đưa lời cho chú rể cô dâu, xin mời toàn thể hôn chúng ta cùng mời chầu mời trà mời nước và cùng thưởng thức những chương trình ca nhạc đặc biệt để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Và để chuẩn bị cho tiết mục chương trình ca nhạc đặc biệt này thì phái đoàn Lam bạn của chú rể, anh cũng làm ca sĩ không chuyên, đã từ Canada bay về đây, đáp chuyến bay gần nhất và về đây và kịp dự của lễ thành hôn của cô dâu và chú rể và cũng có một lời ca tiếng hát của mình để chúc mừng phúc cho cô dâu và chú rể. Vâng, chúng ta hãy lộ một tràng vào tay thân là lớn để chào mừng Lam ca sĩ Quang Vinh. Vâng, xin hãy chúng ta một tràng tay thật lớn đi ạ. Tôi cháu Vâng, kính thưa toàn thể hôn, đây là ông Bộ và bà Thúy, hai đấng sinh thành ra chú rể. Vâng, trong ngày vui hạnh phúc trăm năm của con trai cũng như con dâu của mình thì bố mẹ của chú rể cũng có những món quà hết sức ý nghĩa và yêu thương để dành riêng cho con trai và con dâu của mình để chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc và hai con yêu nhau cho đến khi đầu bạc răng long, cho đến khi móm mém nhai trầu vẫn còn yêu nhau. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn và đề nghị toàn thể hôm chúng ta lộ 100 ngón tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc cho gia đình con nhà trai chúng tôi đây ạ. Vâng, và sau khi bố mẹ của chú rể có những món quà yêu thương ý nghĩa để dành riêng cho con trai cũng như con dâu của mình thì tiếp sau chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời chị gái cũng như anh rể và em gái của cô dâu của chú rể. Vâng, chúng ta hãy cùng chuẩn bị để cùng lên sân khấu để trao những món quà yêu thương ý nghĩa để cho em trai cũng như anh trai của mình ạ. Vâng, xin mời chị gái của chú rể. Vâng, xin mời ông bà hãy cứ đứng. Vâng, xin mời ông bà hãy đứng nán lại trên sân khấu và tí nữa chụp những bức ảnh lưu niệm tại gia đình của gia đình con họ nhà trai. Vâng, xin mời anh nhé. Anh rể cũng như chị gái của cô dâu và đây là em gái của cô dâu của chú rể. Vâng, đây là chị gái của chú rể cũng như anh rể của chú rể và đây là em gái của chú rể. Vâng, đây là đại gia đình của gia đình con họ nhà trai chúng tôi. Vâng, xin mời ạ. Vâng, kính thưa toàn thể hôm, đây là đại gia đình của gia đình con nhà trai chúng tôi. Một lần nữa chúng ta lộ một tràng vào tay thật là to, thật là dài để chúc mừng phúc cho chúng ta và chú rể đấy ạ. Thôi đừng bắn nữa nào.
Vâng, hôm nay đội bắn pháo của phái đoàn quân đội nhà trai bắn hết sức là nhiệt tình. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn đội bắn pháo. Thành hôn cũng được của cô dâu và chú rể, và bác cũng kịp gửi những món quà yêu thương ý nghĩa để chúc mừng chúc cho cô dâu và chú rể. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn bác. Vâng, đôi vòng nhẫn cưới trong ngày vui hạnh phúc nó thể hiện cho tình yêu của cô dâu và chú rể. Đôi vòng nhẫn cưới đó là một hình tròn, nó thể hiện cho tình yêu của cô dâu và chú rể tròn tròn vuông vuông mãi mãi, nó không có điểm dừng của mình. Vâng, một lần nữa xin chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Vâng, kính thưa toàn hôn vừa rồi thì chúng ta đã cùng thưởng thức chương trình trao nhẫn cưới của cô dâu và chú rể. Và kính thưa toàn hôn, tối qua thì MC có ở nhà chú rể, thì chú rể cũng nói với MC rằng: cậu ơi, cháu nói với cậu một cái này nhưng mà cậu đừng nói với ai nhá. Nhưng mà thôi, hôm nay là ngày vui của ai cháu, trước toàn thể hôn thì mình cứ nói. Chú rể có nói với tôi rằng: cậu ạ, mời cô dâu và chú rể. Rể đang làm những thủ tục cắt bánh gato của mình. Tôi kính thưa toàn thể hôn, ba cặp ba tầng bánh gato thể hiện, tầng bánh thứ nhất là thể hiện cho chữ trung, tầng bánh thứ hai là thể hiện cho chữ thủy, và tầng bánh thứ ba là thể hiện cho chữ vợ chồng trung thủy. Và để xin mời cô dâu và chú rể tay trong tay. Xin vâng, xin mời cô dâu hãy cầm tay chú rể. Vâng, xin mời đó. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể hãy tay trong tay cắt những cặp bánh yêu thương của mình. Cắt cô dâu và chú rể tay trong tay để thể hiện sự đoàn kết cũng như sự đồng tâm vượt trí để vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống, để tiến đến một để hưởng những trái ngọt của mình. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể. Vâng ạ.